Hello em, thì hôm nay mình vừa về con dưới 826 đỏ cái này ha. Thì con này có IBS luôn nha anh em. Mình sẽ quay sơ về cận cảnh chi tiết cho anh em biết luôn ha. Đầu tiên là bánh trước ha. Cái mất điếm IBS nằm ở đây luôn. Ok. Rồi, con này có đồ chơi là chống đổ thằng xe này nha anh em. Và cái bảo vệ lốc máy. Ok, đây là đĩa sau. Mình hướng dẫn anh em luôn ha. Cái này là cái căn vỏ này nha. Cái này cái tiêu chuẩn của nó nè. Đâm được xíu nữa là nó bị vỡ. Ok. Cái này là tiêu chuẩn của nó là xích nè, bên đây là xích. Theo bên xích là bên vỏ ha. Cái này là tiêu chuẩn nha anh em. Như là cái này là đường đẹp ha, còn đường xấu thì mình sẽ tùy theo đường của mình. Thường là mình sẽ đi vỏ trước là 1 ký 9 và vỏ sau là 2 ký rưỡi. Tùy theo đường ha, mình không có nên làm theo tiêu chuẩn, tại tiêu chuẩn ta đường đẹp, còn tiêu chuẩn mình có thể đường chưa đẹp mà mình không có thể làm theo tiêu chuẩn được. Ok, mình sẽ qua bên kia. Ok em, thì bên đây là bên phải của 826 đổ cái đi ha. Bộ đồ chơi ai cao ha. Cái giá 8 này mình thấy nó cực kỳ đẹp luôn. Tại vì nó chuối ha. Con giá 8 này nó đẹp rất là nhiều so với giá 9 nha anh em. Nhìn nó chuối rồi đó, trước nhìn nó ngầu ghê luôn. Đầu tiên bánh trước ha. Mình vẫn quay bánh bình thường, từ từ lên sau. Bánh, đĩa ha. Bánh trước thì giá 800 này là bánh trước vẫn là 120 nha anh em. Chỉ bánh sau là 108 thôi. Chỗ ghi 108 nha, hình muốn lên 109 bình thường. 109 là dành cho 1.000, xe nào 1.000 nó cũng là 109 đó. À được rồi, mình biết là cái con Ducati V4S đầu tiên Việt Nam thì nó sẽ hỗ trợ mình có bánh số bồ xa 200 ha. Đầu tiên cái xe 200 thôi, thường rất là nhiều xe 109. Ok, đây cũng vậy ha, bao nhiêu lúc máy ở đây. Chống đổ thân xe ha. Ok, bây giờ mình sẽ về phía trước của xe. Ok anh em, thì đây là phía trước của giá 8 ha. 26, đổ cái điện ha. Cận cảnh anh em, này là tay con zin và tay thắng zin luôn nha. Trước ha. Yeah. Phuộc đỏ kinh đi luôn ha. Cái phuộc này cực kỳ quý luôn nha nè. Tại cái phuộc này không tốt được. Ok, bây giờ sẽ đề máy cho anh em nha.
Hello em, thì mình vừa test xe xong ha, thì con xe này mình bán cái giá là 175 triệu ha, bao ký út, bao vận chuyển nha. Thì anh em quan tâm thì vui lòng gọi thoại số điện thoại của mình ha, 0949 999 775 ha. Thì con số này, xe này là biển số Đồng Nai nha anh em. Thì anh em quan tâm thì vui lòng mà gọi hoặc là nhắn tin Zalo cho mình ha, mình sẽ gửi hình chi tiết cho anh em biết thêm ha. Ok, anh chị anh em xem clip nha.